cháu ấy, chú chú bắt nó không ạ? Báo từ 4 lít không đủ đầy là báo quản lý cho nó đập chết luôn. Con này không có người đây thì nó gì đó. Nó mà sai cái báo ở bên ấy. Đây này này. Nó chờ chỗ kia nó làm tí hơn rồi. Trung Quốc gian 10, Việt Nam gian 9 hay gọi là 9-10. Bên kia mà ép mình nhanh rồi, rồi sẽ xì ra cái gì đó. Đây người ta cũng không được. Cái máy này bao nhiêu tiền bác? 2 triệu. Thế được mà mấy cơ khí được. Nói cái này có gì đâu.
tại mình không chịu là ấy chứ, còn cái này chế ra được thôi thì khó đâu mà. Trong có đúng khổ cái motor chứ có cái gì ngoài cái motor đâu. Yêu cầu là mình thay kín. Tại nào mình tài chế không tài không chế không. Lưu đều cũng đều lưu là được. Lúc mỏ chiếc xe lưu thôi. Không mà chạm con chó gì nữa. Qua thằng đạp thì mới chạm gì. Không mất gặp gì không phải gì. Mày ơi. Mày. Hỏi chạm đi. Hỏi chạm đi. Cái này hả? Ừ. Cái này đúng chỉ lấy khoảng mấy trăm gram thôi.
Thank you.
Rồi chắc nó ra đâu đánh kẻ được không? Hả? Nó ra thì đâu đánh kẻ được không? Chứ từ từ thôi thì đâu ra được. Nó ra ít thôi. Nếu trên đó điện đang nào đấy nhiều miền đông miền đông miền đông nghe ca bên ba nào bên nào bên nào đâu nghe bên ba nào ca thì nghe thì cũng chú chứ mấy lớp sỏi với này à biết mà có điều tiết cho anh em thôi miền đông có ra giá bèo thế này ừ
không được, cũng làm béo lắm. Nhưng mà sau này thực tế là mình lấy cái tiền thì người ta lại đâu có liên quan nữa. Cái này lấy này chín hả? Đúng rồi. Đâu, đâu chứ, mình đâu liên quan đến đục. Em thấy cầm ca này ra. Cháu hả? Đỡ luôn cả cái kẹo. Nó nói em bấm rồi. Nó hỏi xong nhanh được không? Hả?